thời đại phục hưng, là thời đại huy hoàng của văn minh nhân loại, là giai đoạn văn hóa nghệ thuật phát triển rực rỡ nhất. Đây cũng là giai đoạn sản sinh ra những vĩ nhân của thế giới được chúng ta nhớ đến tận ngày nay, ví dụ như là Michelangelo, Raphael, Sandro Botticelli và tiêu biểu nhất đó là Leonardo da Vinci. Đây là Việt Nam. Còn nước Ý nó nằm ở vị trí này. Ở chỗ này của nước Ý chính là thị trấn Tuscany của thành phố Florence. Tuy nhiên cách đây 500 năm thì chỗ này nó có tên là thị trấn Da Vinci. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1452, một đứa bé đã ra đời. Hello em bé. What is your name? Tên bố mới là Leonardo Da Vinci. Mẹ của Leo chỉ là một nông dân nghèo khổ, trong khi cha của Leo là một công chứng viên giàu có. Hai người này đã yêu nhau và sinh ra Leo. Tuy nhiên vào thời điểm đó, chế độ phân biệt giai cấp giàu nghèo rất gay gắt. Cha của Leo không muốn bị mang tiếng là cưới một con nông dân, cho nên ông đã áp dụng một chiến thuật kinh điển của các anh em fuckboy, đó là đi sông chạy. Ông đã bỏ rơi mẹ con Leo và cưới một người phụ nữ giàu có. Tuy nhiên sau thời gian chung sống với người phụ nữ này thì đột nhiên súng của ông lại hết đạn. Ông và người phụ nữ này không thể có con. Vì thế ông quyết định quay xe và quay lại chỗ mẹ con Leo và nhận Leo về nuôi. Và lúc này Leonardo tròn 5 tuổi. Là một đứa con ngoài gia thú, lại bị xa cách với mẹ đẻ, Leonardo là một đứa trẻ cô độc. Leo thuở nhỏ không được đến trường như những đứa trẻ cùng trang lứa khác mà ông tự học ở nhà. Ngay từ khi còn nhỏ, Leonardo đã yêu thích âm nhạc, vẽ tranh và tạo hình. Trong thế kỷ 21, những ai làm họa sĩ hay là đi học vẽ đều bị cho là rảnh rỗi. Tuy nhiên cách đây 500 năm thì đó là một nghề hái ra tiền. Nhìn được năng khiếu của con trai, gia đình Leonardo đã hỗ trợ và phát triển năng khiếu từ khi Leo còn nhỏ. Vào khoảng năm 1460, gia đình của Leonardo chuyển tới thành phố Florence. Andrea del Verrocchio là một kiến trúc sư và cũng là một họa sĩ nổi tiếng ở thành phố Florence thời bấy giờ. Và ông này cũng là bạn thân của bố Leo. Bố của Leo đã mang những bức vẽ của con trai đến nhà Verrocchio. Khi được xem những bức tranh của Leonardo, Verrocchio đã rất kinh ngạc về tài năng thiên bẩm của Leo. Ông quyết định nhận Leonardo làm học trò. Vào khoảng năm Leonardo tròn 14 tuổi, Leonardo đã chuyển đến sống tại xưởng vẽ của thầy Verrocchio để tiện cho việc học tập. Trong thời gian làm học trò của Verrocchio, Leonardo đã bộc lộ tài năng đa cấp trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, văn học, hóa học, luyện kim, điêu khắc, cơ khí và đặc biệt là khả năng hội họa. Thầy Verrocchio thường hiếm khi tự tay hoàn thiện các tác phẩm của chính mình. Ông thường vẽ khoảng 80% bức tranh rồi để cho các học trò của mình hoàn thiện nó. Khi Verrocchio thực hiện dở bức tranh lễ rửa tội của Chúa, Verrocchio đã để cho Leonardo hoàn thành bức tranh này. Leonardo đã hoàn thiện bức tranh này bằng hình ảnh của một thiên thần đang quỳ gối. Khi trở về, Verrocchio đã ngắm nghía bức tranh và nhận ra so với thiên thần có khuôn mặt đờ đẫn của mình thì thiên thần của Leonardo lại vô cùng sinh động. Verrocchio đã nhận ra tài nghệ của thằng học trò đã vượt xa mình. Có lẽ vì cảm thấy quá nhục vì đã bị học trò vượt mặt, kể từ đó Verrocchio không vẽ thêm một bức tranh nào nữa. Tài không đợi tuổi, tiếng tăm của Leonardo vượt xa cả thầy của mình. Năm 1472, tài năng của Leo được ghi nhận trong Hiệp hội Doanh nhân thành phố. Leonardo thường thuê người mẫu nam về để làm mẫu vẽ, và trong khoảng thời gian này, ông bị dính phốt hấp diêm một cậu bé làm mẫu, và ngoài ra còn chơi gang bang với ba người đàn ông khác. Leonardo bị bắt giữ lại để điều tra, tuy nhiên cậu bé bị ông hấp diêm không dính bầu cho nên ông được thả vì không đủ chứng cứ. Chào bác Leo, cháu là Thành Phạm, rất vui được gặp bác trong chương trình này. Cháu có một vài câu hỏi muốn phỏng vấn bác. Thì câu hỏi đầu tiên là bác có năng lực và hiểu biết về đa ngành nghề, và người Việt thì có câu là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nhưng mà tại sao bác lại không tập trung và phát triển duy nhất một cái lĩnh vực nào đó mà lại đi hoạt động đa cấp như vậy ạ? Đấy là tại bác đéo phải là người Việt cháu ạ. Thiên hạ đồn đại bác là bóng xà bang vì nghe nói bác từng bị tống giam vì chơi threesome với ba thằng khác cùng một lúc. Bác có thể xác nhận với mọi người khán giả ở đây là cái lời đồn bác mê trai có phải là sự thật không ạ? Nếu mà bác tiết lộ và nói toẹt ra ở đây thì mọi thứ nó sẽ mất vui. Nhưng cháu phải hiểu là đã là lời đồn thì phải có thì người ta mới đồn. Thôi thì bác xác nhận luôn là bác không mê trai. Bác chỉ mê cu thôi. Mà nhìn cháu cũng khá đáng yêu đấy. Trong thời gian này, châu Âu đang có những rối loạn chính trị khiến Leonardo quan tâm và chế tạo những loại vũ khí quân sự. Đây là một loại đại bác có thể chở thêm súng, vừa có thể gạt đổ thang của quân địch trên thành. Đại bác thì trông buồn cười vãi lợn. Trông như cái đầu bùa ấy nhỉ? Vì bị chế nhạo, Leo cay cú rời bỏ quê hương, chuyển đến Milan vào năm 1482. Lúc này Leo tròn 30 nồi bánh chưng. Ông làm việc cho công tước miền Milan đó là Ludovico Sforza. Tuy nhiên, vị công tước này lại không nhìn ra được tài năng của Leo. Mỗi khi Leonardo trình bày những phát minh mới đều bị vị công tước này từ chối. Thay vào đó, ông toàn yêu cầu Leonardo thực hiện những điều viển vông.
chế tạo cho tao một cái máy dự đoán xem là số đề hôm nay về bao nhiêu. Quá chán nản vì lỡ làm việc cho một gã công tước đần độn, Leo đang tính đến chuyện bỏ nghề thì đột nhiên tu viện Santa Maria lại đặt hàng ông vẽ một bức tranh cho nhà thờ. Và bức tranh đó chính là bức tranh bữa ăn tối cuối cùng, và Leonardo đã dành ra hơn 2 năm để vẽ bức tranh này. Năm 1499, quân lính Pháp tràn qua dãy Alper và đánh vào Milan. Milan thất thủ và công tước Ludovico bị cầm tù. Không có người che chở, Leonardo phải chạy trốn đến Venice vào năm 1500. Tại đây ông làm những công việc như một kiến trúc sư và nhà phát minh ra các thiết bị quân sự. Vào khoảng thời gian này, ông bắt đầu chuyển sang nghiên cứu máy bay. Ông đã mua rất nhiều chim rồi thả cho chúng bay đi. Cái thằng đấy đang làm gì nhở? Chắc là bị điên. Nhưng sự thật là ông đang khảo sát cách mà chúng đập cánh. Ông đã thiết kế ra một đôi cánh giả, gắn vào hai cánh tay và bắt chước loài chim vỗ cánh. Tuy nhiên ông đã thất bại. Vào năm 1502, Leonardo nhận được ủy nhiệm của công tước Cesare Borgia đi theo với chức vụ là kỹ sư quân sự. Nhờ vậy mà Leo có cơ hội được đi du lịch khắp nước Ý và làm này làm kia. Trong thời gian này, Leo đã thiết kế ra một mô hình tòa thành quân sự để bảo vệ thị trấn. Ngay sau khi nhìn thấy bản thiết kế này, Leo ngay lập tức được công tước sủng ái và công tước đã phong cho Leonardo trở thành kỹ sư quân sự tối cao. Năm 1503, Leo rời khỏi Venice và quay lại Florence. Tháng 10 năm 1503, Leonardo đã thực hiện một bức tranh chân dung và đặt tên bức tranh này là Lisa del Giocondo. Bức tranh này ngày nay được biết đến với tên gọi rộng rãi là Mona Lisa. Đây cũng chính là bức tranh giúp tên tuổi của Leo được viral trong lòng công chúng. Đây vốn là tác phẩm được một người thương nhân đặt vẽ để tặng cho vợ của mình. Tuy nhiên có lẽ Leo đã tiên tri được bức tranh này sẽ giúp ông nổi tiếng sau 500 năm nữa, nên Leo đã quyết định không giao bức tranh này cho người thương nhân kia mà giữ nó lại ở bên mình. Mùa xuân năm 1506, cha của Leo qua đời. Tuy nhiên sau khi giải quyết xong hậu sự cho cha, Leo bắt đầu vướng vào một cuộc kiện tụng phân chia tài sản thừa kế với các anh em. Sau khi giải quyết xong vụ kiện, Leo chuyển sang chính thức phục vụ cho vua Louis thập nhị. Ông làm việc cho vua Louis thập nhị với chức danh là họa sĩ triều đình kiêm kỹ sư quân sự. Leo hết sức được sủng ái. Leo được tự do nghiên cứu bất cứ thứ gì mình thích và luôn được vua Louis ủng hộ và hỗ trợ. Tháng 3 năm 1513, vua Louis thập nhị bị lật đổ. Vua Leo đệ thập lên nắm quyền. Mất đi người che chở, Leonardo lại chuồn đến Roma. Tại Roma, nhờ vào các mối quan hệ, Leonardo được cư ngụ trong tòa thánh Vatican và có hẳn một xưởng vẽ riêng. Ngoài ra, ông còn được trợ cấp tiền hàng tháng. Trong khoảng thời gian này, cơ thể của Leonardo bắt đầu yếu dần. Các bác sĩ đã chẩn đoán rằng Leo chỉ còn sống được vài năm nữa. Tuy vậy, Leonardo vẫn rất nhiệt huyết với các dự án nghiên cứu. Ông bắt đầu nghiên cứu về giải phẫu cơ thể con người bằng cách mổ xẻ các xác chết và vẽ lại các bộ phận cơ thể người một cách rất chi tiết. Tháng 10 năm 1515, vua Francis đệ nhất của Pháp dẫn quân đến để combat thành Milan. Biết được danh tiếng đa cấp của Leonardo, vua Francis đệ nhất đã yêu cầu gặp ông vào ngày 19 tháng 12. Leo nhanh chóng giành được sự sủng ái của vua Francis. Thậm chí vua Francis còn cho phép Leonardo tùy ý sử dụng trang viên Clos Luz. Trang viên này ở rất gần cung điện của nhà vua, vậy nên nhà vua thường xuyên đến thăm Leo và tâm tình. Tình trạng bệnh tật của Leonardo ngày càng nặng. Leonardo bị bại liệt tay phải vào tháng 10 năm 1517. Đây cũng chính là lý do mà bức tranh Mona Lisa không bao giờ được hoàn thành. Mặc dù vậy, Leo vẫn rất nhiệt tình cho các công việc nghiên cứu cho đến khi nằm liệt giường vài tháng sau đó. Leonardo qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 1519 tại trang viên Clos Luz, thọ 67 tuổi, kết thúc cuộc đời của một thiên tài đa cấp. Mộ của Leonardo được đặt ở lâu đài Chateau, Pháp. Trong suốt sự nghiệp của mình, Leonardo da Vinci đã để lại rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật và các công trình nghiên cứu có giá trị cho hậu thế. Ngày nay, Leonardo đã trở thành một huyền thoại đa cấp, một thiên tài toàn năng bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Những câu chuyện về ông đã trở thành nguồn cảm hứng tìm tòi của mọi người hàng trăm năm về sau. Ok, bây giờ các bạn hãy cùng mình điểm lại một số tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci nhé. Bức tranh Annunciation được vẽ trong 4 năm từ năm 1472 đến năm 1476. Đây là bức tranh đầu tiên được Leonardo hoàn thiện. Người đàn bà và con trồn được vẽ từ năm 1489 đến năm 1491. Bức tranh này được vẽ theo đơn đặt hàng và cô gái ở trong bức tranh có tên là Cecilia Gallerani và là vợ của một nhà quý tộc. Bữa ăn tối cuối cùng, bức tranh này được vẽ trong vòng khoảng 3 năm từ năm 1495 cho đến năm 1498. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Leo. Bức tranh này được Leonardo vẽ theo ủy nhiệm của tu viện Santa Maria. Bức tranh này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1980. Tuy nhiên vì được vẽ trên đá nên bức tranh này đang trong trạng thái xuống cấp trầm trọng do sự bào mòn của thời gian. Mona Lisa được vẽ trong khoảng 13 năm kể từ năm 1503 cho đến năm 1516. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci và bức tranh này vẫn chưa được hoàn thiện do Leonardo bị liệt tay phải. Bức tranh này hiện đang được trưng bày trong bảo tàng Louvre ở Pháp. Đấng cứu thế được vẽ trong khoảng từ năm 1490 đến năm 1510. Bức tranh này đã được bán đấu giá kỷ lục vào năm 2017 với giá là 450 triệu đô. Tuy nhiên, liệu có phải chính Leonardo đã là người vẽ bức tranh này không thì vẫn là một điều đang gây tranh cãi.
Chào bác Leonardo. Trong tác phẩm Mona Lisa đã có rất là nhiều nhà nghiên cứu cho rằng bác đã ẩn chứa rất nhiều mật mã bí ẩn bên trong bức tranh này. Bác là tác giả đã thực hiện bức tranh thì tiện đây bác có thể giải thích luôn cho các khán giả ở đây biết thì những bí ẩn ẩn giấu bên trong Mona Lisa là gì được không ạ? Mona Lisa là tác phẩm mà bác rất ưng ý. Bác chỉ tiếc là mình đã tỏi khi mà chưa kịp hoàn thành nó. Bác cũng rất là vui vì không ngờ là 500 năm sau lại có nhiều người thích nó đến như vậy. À đúng rồi, có một lần bác lên YouTube và thấy có cái video là bóc phốt Mona Lisa của một thằng YouTuber ấy. Những cái thằng mà nó cứ bới móc những cái bí ẩn nọ kia ra chỉ là chỉ để câu view với cháu ạ. Bên trong Mona Lisa chả có bí ẩn con mẹ gì cả. Ok, rất cảm ơn bác trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Ok, video này của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy ủng hộ mình bằng một nút like và nhớ ấn subscribe kênh mình để nhận thông báo sớm nhất về video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Tạm biệt.